Xin chào tất cả các bạn nha. Tiếp tục video này mình giới thiệu cho bạn tham gia một chương trình iGroup nhận top cần Dolphin. Để tham gia giá hôm nay các bạn click phần link mô tả dưới video mình mở tới ram start chatbot. Chương trình iGroup này mình sẽ get được 40 Dolphin. Một Dolphin bằng 1 USDT thì bạn. Chương trình iGroup này nó sẽ kết thúc vào ngày 17 ngày 1 tháng 7 và bóng quá vào ngày 15 tháng 7 nha các bạn. Rồi bấm cho iGroup này. Rồi bạn lướt sang các bạn. I5 I5SCK thì mình gửi cho bot đúng không? Đây có con chắc đàng hoàng chết và đây mình qua tìm được bot là không? Rồi những video đầu tiên các bạn join kênh group nè. Rồi bạn có đắp đây nè, bạn join tiếp kênh seller nè. Cái này khá là ngon đó các bạn. Rồi tiếp tục cũng follow Twitter nè. Follow like và retweet Binance. Trên Twitter các bạn theo dõi nè. Các bạn like nè. Các bạn tweet là bây giờ game nè các bạn. Trích dẫn với tweet bây giờ tăng 3 người bạn vào nè các bạn. Rồi tiếp tục qua mất đáp lợi. Các bạn cho này nhiệm vụ này rớp này không bắt buộc nè. Các bạn follow kênh Twitter partner luôn nè. Cara swap này mình làm rồi, Dolphin nè, rồi các bạn like nè, các bạn chỉ dẫn cho tao quýt nè. Các bạn test lại xem các bạn, rồi các bạn bấm đắp lên nè. Rồi bấm vào submit detail nè. Các bạn xoắn cái này chưa ta, xin rồi. Rồi các bạn bấm done. Tiếp tục các bạn gửi lên link tập blog file tại Twitter mình nha các bạn. Thì bạn mở tại Twitter mình nghe nè. Nhấp cho ba ảnh cùng, nhấp cho một hồ sơ nè. Nhấp ba ảnh cùng nè. Các bạn nhấp vào chia sẻ nè. Các bạn sẽ chép liên kết nè các bạn. Rồi các bạn bấm backup lên các bạn. Các bạn dán vào đây nè. Rồi tiếp tục con gửi địa chỉ bên bi sở match chain trên chút wallet nha các bạn. Rồi các bạn copy địa chỉ bên bi mình nè. Rồi bạn dán vào đây. Rồi cho bot nè. Rồi các bạn join tiếp kênh iGroup nè. Các bạn join rồi thì bạn bấm done. Rồi submit you retweet link. Tiếp tục bạn gửi lại một cái link tweet nha bạn. Thì bạn mở Twitter của các bạn ra nè. Các bạn nhấp vào bao cánh cùng nè, nhấp vào một poster nè. Các bạn tiền cái bài các bạn đã tăng 3 người bạn nè, bạn sẽ chép liên kết nè. Rồi bạn bắt đập lên nè. Dán vào đây. Rồi gửi cho bot nè. Tiếp tục các bạn bấm vào xác thiết để cập nhật tài khoản của mình nha các bạn. Các bạn việc lên ghép mà chia sẻ trong bè và người thân để kiếm tốc cần nha các bạn. Ok, vậy video mình đã hướng dẫn các bạn tham gia chương trình này góp nhận 40 tốc cần Dolphin đến đây cũng kết thúc các bạn. Vậy mình chào tạm biệt các bạn, hẹn tất cả các bạn vào những video clip tiếp theo từ mình nhé.